Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Một nghi thức truyền thống lễ tuyên thệ nhậm chức của thống đốc tiểu bang của tiểu bang Virginia đã được long trọng tổ chức tại Richmond vào ngày thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2018. Và sau đây, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt do Võ Thành Nhân và ông Đỗ Quang Tỏa thực hiện. À, kính chào và chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi xin kính thưa cùng quý vị là vào ngày thứ bảy ngày 13 tháng giêng năm 2018 thành thật mà nói cái buổi sáng hôm đó rất là lạnh nhưng mà cái chương trình của buổi lễ tuyên thệ tân thống đốc của tiểu bang Virginia đã được chuẩn bị chu đáo từ lúc sáng sớm à, khi mà chúng tôi có mặt thì vào lúc 11 giờ am á, thì lưỡng viện quốc hội của tiểu bang Virginia đã có cái cơ hội để mà đón nhận đông đủ các thành phần à, lập pháp cũng giống như hành pháp những cái vị tiền nhiệm thống đốc tiểu bang, quý vị thượng nghị sĩ và quý vị dân biểu của liên bang, đặc biệt trong thành phần delegate của tiểu bang Virginia năm nay thì chúng tôi ghi nhận có chị Cathy Trần là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên vừa được đắc cử cũng có mặt ở trong cái buổi hôm đó. Và kính thưa vị, tuy trong cái bầu không khí khá lạnh của mùa đông nhưng mà con số quan khách tham dự buổi lễ nhậm chức của tân thống đốc, phó thống đốc tiểu bang cũng như vị kiểm soát viên tài chính của tiểu bang theo thứ tự thì các vị này đã có cái cơ hội để mà đại diện cho cái ngành hành pháp làm lễ tuyên thệ trước mặt công chúng và ngay trên khán đài chánh thì chúng tôi ghi nhận à, khi, sau khi mà ông tân thống đốc của à, tiểu bang Virginia là ông Ralph Northam đó, đã đọc cái bài diễn văn đầu tiên tại thiềm Capito của tiểu bang Virginia và cái tiết mục cuối cùng là cái buổi lễ diễn hành chào mừng và một cái xác lệnh của tân tổng thống đốc vừa được ký và sau đó thì À, chúng tôi ghi nhận rằng à, trời rất là lạnh nhưng mà mọi người ở lại rất là lâu để mà theo dõi cái, cái cuộc diễn hành đó. Điều này chứng tỏ rằng á, là trong cái số những người Mỹ đó đông người tham dự nhưng mà cũng thấy được rất đông người Việt Nam. À, so với chúng tôi lại đây là một có thể nói rằng là lần đầu tiên chúng tôi ghi nhận có một cái phái đoàn Việt Nam đông từ Norten Virginia à, xuống để mà tham dự cái buổi lễ và sau đây cũng kính thưa quý vị chúng tôi có một vị khách mời rất là đặc biệt là ông Đỗ Văn Tỏa à, nguyên là một trong những um, người có trách nhiệm ít nhiều trong vấn đề mà vận động cổ vũ cho chúng ta đi bầu tìm hiểu được một số những cái platform những cái lập trường của những vị ra tranh cử và chúng tôi ghi nhận rằng cái sự hiện diện của ông tỏ và phái đoàn ngày hôm đó sẽ cho chúng ta biết một số những cái chi tiết quan trọng đặc biệt là cái vai trò của vị tân thống đốc của tiểu bang việt nha à, trước hết xin được kính chào ông đỗ văn tỏ à, kính chào anh nhân và kính chào toàn thể quý vị đang nghe đài được biết rằng cái bài diễn văn của ông tân thống đốc năm nay rất hay nhiều người rất là thích cái giọng đọc của ông. Thứ nhất là cái người hiền lành, ông là là một người bác sĩ uh, trị bệnh trẻ em. Nhưng mà cái bài diễn văn của ông nó nói lên một cái thái độ chính trị rất là chân phương. Thì nếu mà chúng ta phân tích thì ông có ghi nhận những điều gì quan trọng vậy thưa ông? Dạ thưa kính uh, kính thưa anh Nhân là như anh Nhân đã nói là cái buổi cái ngày hôm đó rất là lạnh. À, chúng tôi đến từ lúc trước 11 giờ và ngồi ở đó và khí hậu là dưới không độ, lại đó là trên ngọn đồi, thành thường gió thổi rất lạnh nhưng mà khi mà ông thống đốc đọc cái bài diễn văn đó là mọi người đừng chờ đón tại vì thú thực anh nhân á là khi mà tranh cử đó ông thống đốc không tỏ ra là một người hùng biện ông ông nói chuyện rất là bình thường như là một người bác sĩ do đó chúng tôi không có hy vọng gì ở cái bài diễn văn của ông tuy nhiên khi mà ông đã bắt đầu cái bài diễn văn là chúng tôi thấy ông thật sự là rất là có cái cảm xúc rất nhiều trong cái vấn đề đó thành thử chúng tôi xin ghi nhận ba điểm chính trong cái bài diễn văn bài điểm đầu tiên đó là ông nói là vì ông là một bác sĩ thành tựu ông muốn tất cả mọi người trong tiểu bang Virginia đều có được uh, có bảo hiểm sức khỏe y tế. Hiện thời bây giờ có hơn 400.000 người đừng phải dựa vào cái Obamacare và Virginia nhân biết là là không có tham gia vào chương trình Medicaid Expansion. Do đó những người này 400.000 người này có thể có cái cơ hội là sẽ mất những bảo hiểm này và đó là cái ưu tiên đầu tiên của ông đó là về điểm thứ nhất điểm thứ gì đó ông cũng nói đến cái vấn đề là, là nước mỹ cái, cái, những cái, cái giá trị của nước mỹ đó là, là chào đón tất cả mọi người coi tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng không kể màu da sắc tộc quê hương nào đến và ông muốn là tiểu bang Virginia suy nha sẽ đứng lãnh đạo trong cái, 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 cái công cuộc và bảo vệ những cái giá trị đó của người mỹ tức là uh, mặc dù không nói ra nhưng mà ông, ông cũng chúng ta cũng thể hiểu là là bây giờ đừng có rất là nhiều cuộc thảo luận mà để chia người này là với người kia thành thử đó là đó điểm thứ hai. Và điểm cuối cùng mà quan trọng nhất là có lẽ anh nhân cũng nhận thấy là một vị bác sĩ, ông có kể cái câu chuyện mà ông có đi khám bệnh và ông khi mà thấy người bệnh nhân nhất là bệnh nhân trẻ tuổi là không còn cơ hội gì để giúp nữa thì ông nói với lại cha mẹ những người đó là ông không giúp gì được nữa. Thì vài năm sau ông gặp lại đó thì bố mẹ mấy người đó mới nhắc lại ông câu chuyện này nói và hỏi ông là ông biết tại sao tôi không quành lại khám ông nữa không thì người người mẹ nói là tại vì ông đã lấy đi cái hy vọng cuối cùng của chúng tôi tức là ông đã lấy đi cái hy vọng chúng tôi đến gặp ông ngoài cái vấn đề mà chữa bệnh cho con chúng tôi chúng tôi còn hy vọng ông sẽ cho chúng tôi một cái hy vọng mà ông đã lấy đi cái đó thành thử chúng tôi không có trở lại nữa thì những cái đó nó ám ảnh ông cho đến ngày hôm nay do đó ông ông Um, cam kết sẽ là một vị thống đốc và sẽ đem đến những cái hy vọng cho tất cả mọi người. Yeah. Và kính thưa vị, chúng tôi cũng được biết là khi mà ông ký cái sắc lệnh đầu tiên ở trong cái cái ngay cái buổi diễn hành gặp những người VMI những người mà đang là quân nhân tham dự cái trường uh, đại học về quân sự của tiểu bang Virginia đó, thì anh có thể cho biết cái ý nghĩa đặc biệt đó? Dạ, yeah, thưa, tại vì ông ông thống đốc này đó là một bác sĩ mà cũng là tốt nghiệp từ cái trường yeah, đó. Đúng rồi. Và do đó, đó là là ông ông một trong những cái, cái, cái chiến dịch làm việc của ông và với lại cô Thi Trần đó là người dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Virginia sẽ là giúp đỡ các người veteran trong cái tất cả công ăn việc làm giúp họ trở lại đời sống dân sự và giúp họ có một đời sống khá hơn vì ông cũng là đi từ kinh nghiệm đó trong bài diễn văn ông cũng kể rất nhiều câu chuyện là người cha của ông đã ảnh hưởng ông như thế yeah. nào và phải luôn luôn theo mình phải có một lý tưởng và luôn luôn mình phải đi theo một lý tưởng đó. Và ông cũng nói một câu mà mọi người vỗ tay rất nhiều là tôi xin cam kết với tất cả quý vị là tôi sẽ luôn luôn nói sự thật. Dạ đúng. Đó ông là, cũng cái nói câu là... là cái đó rất là hay. Dạ. À, một số đồng hương của chúng ta đến từ tiểu bang Virginia thì chúng tôi thấy rất là vui khi thấy người Việt chúng ta có mặt trong những cái chương trình lớn, những cái sự kiện như vậy đó. do đó nên cái ghi nhận của ông về cái sự trưởng thành của cộng đồng người Việt chúng ta trong những cái ý thức đặc biệt trong vậy đối với ngành luật pháp cũng giống như hành pháp của của tiểu bang Virginia nói riêng và cộng đồng người Mỹ tại Hoa Kỳ nói chung. Dạ thưa. Dạ thưa. thì như anh Dương đã nói tôi đã uh, ghi nhận đó là mặc dù thời tiết rất là đông nhưng mà chúng tôi rất lấy là làm phấn khởi tại vì có lẽ tôi như anh nhận nhận xét tôi có lẽ là người lớn tuổi nhất trong cái phái đoàn uh, người việt uh, người mỹ gốc việt đến đi thăm tại vì khi mà sau cái buổi lễ chúng tôi có gặp lại nhau khoảng hơn hai chục người có nhiều người không đến được nhưng mà điều đó tôi nhận thấy đó là cái số người việt nam tham dự đó tuổi từ khoảng chừng hai mươi một hôm cho đến khoảng bốn mươi uh, và cô kathy trần nó thực sự có mới có ba bảy tuổi thôi Thành yeah. nữa là là lúc mà tôi ngồi nhìn những cái, các em này sinh hoạt và thì tôi mới thấy là cái sự phấn khởi là bây giờ chúng ta đã thấy một cái con đường đi tương đối sáng lạc cho cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở tiểu bang Virginia cũng như trên toàn quốc. Đó là vấn đề chúng ta sẽ trực tiếp tham gia vào dòng chính chính trị Hoa Kỳ. Chúng ta đòi hỏi, chúng ta có tiếng nói và chúng ta đòi hỏi những cái gì. Thứ nhất đó là cái phúc lợi cho người Mỹ gốc Việt ở đây. Đó là những điều mà các em rất là chú ý đến. Thứ nhì nữa đó là muốn tranh đấu có hiệu quả đó là tốt nhất là chúng ta phải ngồi ở trong. Như anh Nhân đã, đã có cơ hội phỏng vấn cô Cathy, chúng ta ở ngoài đó cũng đòi hỏi được. Tại vì họ cũng phải nghe lòng dân. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi được trong bàn họp và chúng ta có lá phiếu để để làm ra những cái đạo luật mà ảnh hưởng trực tiếp chúng ta, đó là là là, điểm rất là quan trọng và điểm thứ thứ ba nữa trong cái cái cuộc ăn buổi trưa đó với hơn hai chục người các em đó thì một trong cái ưu tiên của các em bây giờ đó là khuyến khích tất cả những người khác đi ra tranh cử ở bất cứ chức vụ nào và chúng ta đã có một cái tổ chức gọi là pivot p i v o t là đừng khuyến khích và tuyển mộ các em uh, của cái thế hệ thứ gì đi ra tranh cử những chức từ nhỏ nhất từ quận lị, À, và cho đến cho đến tiểu bang liên bang và hiện thời đó trong cuộc bầu cử ngày 2, 2018 đó ít nhất là chúng ta có hai người tranh cử chức vụ dân biểu Hoa Kỳ à, và chúng ta có năm bảy người rồi đã nằm trong cái uh, uh, các quốc hội của các tiểu bang và chưa kể là ở ngay tiểu bang Virginia này đó là chúng ta cũng có một vài chỗ trống thành được hy vọng là 2018 sẽ có một vài người Việt Nam người Mỹ gốc Việt uh, ghi tên tham dự đó là những cái cái điểm mà tôi thấy là uh, có thể nói vắng tắt là mình đã thấy một cái cái ngọn đèn ở cuối đường hầm tại vì chúng ta tranh đấu 40 mấy năm nay rất là rất là là, là 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 mãnh liệt nhưng mà cái kết quả chúng ta đã thấy là mình cũng chưa đạt được nhiều những ý muốn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dạ yeah, xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Toả rất là yeah, nhiều. Dạ. Yeah. Yeah. À, kính thưa quý vị, à, chương trình à, bản tin đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi à, đến đây xin được tạm ngưng à, Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị à, vào kỳ sau Một lần nữa xin được cảm ơn Toàn. dạ Xin cảm ơn anh và xin cảm ơn Toàn thể quý vị Nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 54.000 đô la trong năm 2017 Quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí sau đây Khai thuế miễn phí Khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử miễn phí in ấn miễn phí từ cuối tháng Giêng đến ngày 15 tháng 4 năm 2018. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị hãy vào trang mạng www.nvacast.org. Hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiếng 11 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2018. kính thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốm do sbtn washington dc thực hiện đến đây xin được tạm ngưng kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình tường vi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới